Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 9 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa dự kiến diễn ra vào 2 ngày 21 và 22 tháng 9. Hội đồng xét xử triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bị can Hằng cùng các ông bà, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên, cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Việt Hà, ông Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream, phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân. 4 bị can khác thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng.